Chào mừng bạn đã đến với clip hướng dẫn từ GoSell. Ở phần trước chúng ta đã nói về tính năng quản lý dịch vụ. Hôm nay chúng ta sẽ nói về tính năng tạo bộ sưu tập dịch vụ, giúp bạn phân loại và quản lý dịch vụ tốt hơn. Sau đây chúng ta cùng nhau đi vào chi tiết về hướng dẫn cách sử dụng tạo bộ sưu tập dịch vụ. Đầu tiên bạn vào trang chủ GoSell, vào phần dịch vụ, sau đó bạn vào tạo bộ sưu tập dịch vụ. Tiếp theo bạn nhấn vào nút tạo bộ sưu tập dịch vụ. Bạn cập nhật thông tin bộ sưu tập gồm tên bộ sưu tập, hình ảnh, một kiểu bộ sưu tập bạn có thể chọn thủ công hoặc thụ động. Bạn cập nhật danh sách dịch vụ. Tiếp theo bạn thiết lập từ khóa SEO. Để hoàn thành bạn bấm nút lưu. Vậy là bạn đã hoàn tất tạo bộ sưu tập dịch vụ. Hy vọng với clip hướng dẫn trên bạn sẽ dễ dàng sử dụng các sản phẩm từ GoSell. Chúc bạn thành công!